một tiện ích mới em muốn gửi tới các bác nhá. Đấy các bác quan sát xem video cho em ạ. Đừng lo vì giờ đây đã có dây trả lưng silicone. Em muốn giới thiệu các bác đó là dây tắm silicone nhá. Dây trả lưng dễ dàng trả sát và đưa chúng ta cho sữa tắm vào đấy này. Đấy chúng ta có thể kỳ đằng trước đằng sau nhá. Rất là thuận tiện mọi vị trí luôn. Giúp làm sạch làn da thô ráp mà không gây kích ứng hay chảy xước, không chỉ dùng ở vùng lưng mà còn có thể dùng làm sạch mọi vị trí. Rất là tiện luôn, tránh chảy xước cho da nha các bác nhá. Sản phẩm còn có tác dụng massage nhẹ nhàng khiến người dùng cảm thấy massage tẩy tế bào chết, thư giãn sảng khoái luôn nha các bác nhé. Đấy. Xong chúng ta lại treo lên nhá. Đấy. Chỉ có 15k cho mày thôi. Đấy em về số lượng quá là nhiều luôn. Đấy quá là nhiều luôn các bác nhé. Và chỉ có là 15k thôi các bác ạ. Đấy các bác nhanh tay lên đơn cho em. Và em có rất nhiều màu nhá. Và một cái dạng dây tắm silicone tiếp theo đó là cái mã sản phẩm này dùng cho bác nào mà dùng xà bông nhá. Đấy cục xà bông thì chúng ta cho vào đây cho em nhá. Đấy sau đó thì các bác này treo vào tay cho em này và các bác tiếp tục kia cọ như này nhá. Vừa mềm mại sạch da chết, êm ái sảng khoái nhá, rất là sạch sẽ luôn. Đây những cái lỗ này nó sẽ tiết này, tiết xà bông từ bên trong ra nhá, rất là ok luôn với em này này. Và cả mặt sau của nó nhá, cũng được kỳ cọ những cái vị trí như là chân tay đó, rất là ok luôn. Thì với em này em gửi tới các bác với một mức giá là 15k. Và em dây tắm silicone này cũng chỉ 15k thôi nhá. 15k đồng giá luôn nha các bác. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Mã tiếp theo em gửi tới các bác đó là cái mã sản phẩm đèn cảm biến thông minh nha các nhá. Đấy một con đèn cảm biến thông minh cho em cực kỳ là ok luôn. Nó sẽ cảm biến cảm động theo chân của người đi nha các bác nhá. Đấy các bác chỉ cần cách xa 2 mét là nó đã tự động phát sáng rồi. Thì với con này các bác mua về để dán cho em vào những cái khu vực khuất mà không dòng vào dây điện, ví dụ gầm cầu thang này. Đấy gầm cầu thang đi lên đi xuống hay là chỗ những cái chân gầm giường nhá, để khi các bác chỉ cần ngủ dậy bước chân xuống giường là ánh đèn nó tự phát sáng, chúng ta nhìn đường nhìn dép đó, di chuyển vào buổi tối nhá. Các bác lắp cầu thang bước lên phát đèn sẽ sáng nhá. Đấy rất là ok luôn, các bác có thể quan sát video giúp em ạ. Đó với một con đèn nhá bằng nhựa ABS cực kỳ là bền luôn, chống nước chống va đập xịn sò luôn, mắt led thì siêu là tiết kiệm điện này. Đấy pin thì pin trâu cho em, sạc một lần các bác có thể dùng cả tháng luôn cho em nhé. Nam châm đa dụng dính vào đâu cũng được. Đó tất cả những cái gầm đó tất các bác thấy này, chỉ cần các bác bước chân lên là nó sẽ tự động phát sáng cho em nhé. Rất là ok với em này luôn. Đó thì ở đằng sau khi các bác mua em sẽ gửi cho các bác những cái miếng dán nam châm như này. Đó các bác dán vào đâu cũng được cho em nhé. Rất là ok. Đấy các bác tỉnh dậy phát đèn sẽ tự động sáng này. Đấy quá là ok luôn. Đấy nó sẽ kiểm cảm biến chuyển động này, đi đâu sáng đấy, đi đâu sáng đấy các bác ạ. Rất là ok với em với cái mã đèn này luôn. Thì với cái mã đèn này này thì các bác mua em đang bán với mức giá là 50k cho một em nhé. Đấy nhưng mà với like ngày hôm nay thì em gửi tới các bác đấy, các bác thấy không, cực kỳ nhạy luôn, cho vào trong hộp một cái tối nó sẽ tự động sáng luôn nhá. Còn cho ra bên ngoài này, cho bên ngoài thì sau 15 giây nó sẽ tự động ngắt nhá. Đấy cảm nhận rất là ok luôn, cái độ nhạy của nó rất là ok. Các bác lên đơn cho em này, một sản phẩm là 40k nhưng mà khi các bác mua từ 3 sản phẩm trở lên nhá, em xin gửi tới các bác với mức giá là 100k 3 sản phẩm, 100k 3 con đèn cảm ứng này. Đó bình thường em đang bán là 50k, ngày nay em xả luôn nhá các bác nhá, xả cho các bác với một mức giá đó là 100k trên 3 con nhá. Và một mã sản phẩm vô cùng là thiết yếu trong cuộc sống gia đình của chúng ta đó là cái mã sản phẩm mà nước tẩy lồng máy giặt nhá. Thì nhiều bác cứ bảo là bác cho nhiều tẩy nhiều xả rồi mà sao quần áo của bác nó vẫn không thơm. Thì đây nguyên nhân ở đây nha các bác nhá. Nguyên nhân ở đây cho em này, đây là nước sau khi tẩy lồng máy giặt xả ra nhá, không khác gì nước bùn luôn. Các bác tin em đi ạ. Đó không khác gì nước bùn, rất là nhiều các mảng bám này. Nó rất đây, đó. Đây là hình ảnh thực tế nha em tẩy nhá. Các bác cứ hoàn toàn yên tâm mời em. Và quyết định là em sẽ sale xả cái mã này để nhiều bác được sử dụng cái mã sản phẩm tốt với giá thành cực kỳ là ưu đãi nhá. Thì cái con tẩy lồng máy giặt này nó đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em này, 5 trong 1. Đó cái thứ nhất là Pakeria, đấy là nó sẽ khử những cái con vi khuẩn nhá. Cái thứ hai là Nioi, nó sẽ khử những cái mùi hôi ở trong lồng máy giặt để cho thơm mát này. Và cái thứ ba là những mảng bám nhá. Đây Skeru, nó những cái mảng bám nó sẽ làm bong chóc và đánh sạch cho ta. Và những cái bụi bẩn ẩn giấu nhá. Đấy, Kireta này. Đấy, những cái bụi bẩn đó thì nó sẽ trở nên là sạch sẽ. Và cái cuối cùng nó có tác dụng là thơm mát nhá. Đấy, thơm mát cái lồng máy giặt của chúng ta. Đấy, để lồng máy giặt sáng bóng luôn, giữ gìn cái vệ sinh để quần áo chúng ta giặt nó sạch, nó không bị viêm da ở đâu mà da các bác từ cái lồng máy giặt đó.
ngứa ngáy ở đâu mà ra, cũng từ cái lồng máy giặt này các bác nhá. Các bác tưởng tượng mặc một bộ quần áo sạch sẽ và thơm mát đó ra ngoài, người ta nhìn cũng bằng một cái con mắt khác, rất là yêu quý luôn. Thì với cái mã sản phẩm này em xin sale xả xuống cho các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Đó, sale chỉ còn là 5, em nhầm, chỉ còn 40k thôi ạ. Đó, 40k trên một em này thôi nhá. Đây các bác ơi, đó chỉ có 40k trên một em này thôi. Các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. Đó, sử dụng và trải nghiệm sản phẩm tốt, giá thành hợp lý nhá các bác nhá. Thời buổi công việc bận rộn thì con cháu thường xuyên phải đi vắng nhà nhá, hoặc đi xa. Thì đây sẽ là một trợ thủ đắc lực này cho những ông, những bà, người cha mà chân tay đau nhá, đau nhức xương khớp thì với em này quá là ok luôn. Đó là gậy chống, đấy, tự đứng nhá, bằng thép chịu lực cho người già luôn này. Em xin giới thiệu sơ qua này. Đấy, là một cây gậy chống nhá, bằng thép chịu lực cực kỳ mạnh luôn này. Chân của nó thì có đế cao su nhá, đế cao su chống trơn trượt ở nền gạch hoa hay là đi bất cứ đâu cũng là chống trơn trượt tuyệt đối cho mọi bề mặt cho em này. Đấy, cái phần đầu gậy thì có nút điều chỉnh nhá, 4 nấc để cho cái độ cao, độ dài, độ dài của cây gậy ạ, nó phù hợp với cái chiều cao của mình nhá. Và tay cầm thì nó là đệm mút silicone này, chống trơn trượt cho em, thấm hút mồ hôi nhá. Và phần đầu đèn thì là tích hợp cho em là một con đèn pin này. Đấy, các bác thấy tiện không ạ? Vào buổi tối mà chúng ta muốn đi vệ sinh hay đi đâu đó vào buổi tối chẳng hạn, chúng ta có thể lôi ra chống hỗ trợ nhá. Đấy, và bật đèn pin, hoặc là khi lên cầu thang cũng vậy luôn này các bác này. Đấy, sáng quắc luôn, rất là tuyệt vời nhá. Đấy, về số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác. Các bác có thể xem video để hiểu về cái trải nghiệm này nhá. Gậy đa năng gấp gọn, hỗ trợ người lớn tuổi vận động. Đấy, rất tuyệt vời luôn, chống trơn trượt chắc để lên xuống cầu thang dễ dàng, hay cả những bề mặt sỏi đá. Gậy tự đứng được các bác nhá, rất là cứng cáp luôn. Có thể gấp gọn tiện lợi để mang đi bất cứ đâu. Gấp làm 3 khúc nhá, tí em sẽ gấp cho các bác xem ạ. Để đi lại an toàn vào ban đêm. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Chất liệu thép cao cấp không rỉ, chịu được tải trọng cực kỳ cứng cáp, các bác được kiểm tra hàng mới phải thanh toán nhá. Đấy, rất ok luôn. Tập đi sau tai nạn, tai biến. Kiểu mua ngay để nhận được ưu đãi. Các bác thấy tuyệt vời không ạ? Thì với em gậy này nhá, khi nào mà các bác không sử dụng nữa thì các bác có thể gấp gọn cho em này. Đi chơi xa, đi du lịch này, đấy đều rất là ok cho em như này luôn nhá. Gấp gọn này, ở đây có một cái dây dù này, chúng ta quấn, chúng ta siết đấy, chúng ta ấy vào như này. Các bác thấy không ạ? Nhỏ gọn, tiện lợi, thông minh, kết hợp đèn chiếu sáng cũng như là đế chống trượt nhá. Cực kỳ tốt cho người già, người đau xương khớp, người tai biến mới dậy nhá. Đấy, hỗ trợ an toàn khi đi lên cầu thang, đi xa. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã này. Em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhé. Nó chỉ có là 220k trên một em gậy chống này thôi nhá các bác nhé. Tích hợp rất là nhiều tiện ích, hàng cứng cáp chắc chắn, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé. Đấy, uy tín chưa ạ? Rượu không thiếu, chỉ sợ say không đều các bác nhá. Đấy, các bác sắm ngay cho em cái mã bình rót rượu tự động này, chế độ cảm biến siêu hiện đại nhá. Các bác xem video để cảm nhận nhá. Chúng ta rót nước lạnh vào đá dưới này, chúng ta đặt cái khay inox lên trên nhá. Tiếp đó là chúng ta rót rượu vào này. Đấy, rượu sẽ được ướp lạnh nhá, uống sẽ ngon hơn các bác nhá. Đấy, tiếp đến chúng ta điều chỉnh này, rót nhiều rót ít nhá. Thì bây giờ em sẽ cho các bác trải nghiệm ạ. Rất là tuyệt vời nhá, em sẽ đặt ly vào này. Đấy, chế độ ly rót này. Đó các bác nhá, tiếp đến ly thứ hai cho em này. Đấy, đặt vào này. Rất là đều luôn nhá các bác nhá, đều tăm tắp 10 ly như nhau cả 10 này. Đấy, xay đều luôn nhá các bác nhá. Và với cái mã sản phẩm này thì chúng ta sẽ dùng sạc pin nhá. Sạc 1 tiếng, 2 tiếng thì dùng cả ngày cho em luôn nhá. Không phải dây dợ loằng ngoằng gì, đặt ở giữa bàn tiệc nhá, rất là ok luôn. Nhiều khi chúng ta rót chai, nó lại đánh đổ ra ngoài hoặc nó không đều, người ít người nhiều nhá. Thì với em này là chân ái luôn này. Và dung tích của em khay inox này đựng rượu là 1 lít 2 cho em nhá. 1 lít 2, vành tròn của nó là 18 xăng này, khá là sâu luôn các bác ạ. Kèm theo đó là một khay đựng đá nhá. Thì các bác cho đá này, cho nước lạnh vào đây. Sau là 1 lít 8 này, các bác cho đá, cho nước vào đây và các bác đặt rượu lên nhá. Rượu sẽ được ủ rất là ngon, uống rượu lạnh nhá. Đấy, sau đó là các bác đặt lên và cứ thế là tự động rót thôi các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và với cái mã sản phẩm này, em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đã trong buổi live ngày hôm nay là 260k. 260k trên một sản phẩm nha các bác nhá. Đấy, quá rẻ, quá thông minh, quá tiện ích luôn. Các bác nhanh tay cho em ạ. 1, 2, 3, rộ. Tiện ích mới xin được gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay nhá. Đây, các bác quan sát video cho em ạ. Đấy, đó là cái tấm xốp chắn cửa nha các bác nhá. Đấy, vào cái thời tiết mùa hè này thì chúng ta thường xuyên bật điều hòa,
thì em này là chân ái luôn các bác nhá. Nếu mà cửa có hở thì nó sẽ bị thoát khí ra ngoài, rất là tốn điện. Thì em này các bác chèn xuống cửa này, đấy, rất là ok luôn, giữ nhiệt rất là tốt, phù hợp với tất cả các loại cửa nhá, từ cửa gỗ cho đến cửa nhôm kính, cửa inox, cửa gì thì cũng ok hết các bác nhá. Đấy, mà rất là rẻ luôn, giá thành thì cực kỳ rẻ này. Đấy, các bác chèn xuống mà nó buổi tối khi mở cửa ra, mở cửa vào nó còn tránh ồn nhá, và chống va đập tuyệt đối luôn. Với một cái em thanh xốp này thì em gửi tới các bác với một mức giá chỉ có là 12k. Đấy, 12k trên một em này thôi nhá các bác nhá. Tiện ích mà lại siêu rẻ luôn, các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. À, tiếp theo em sẽ tổng xả kho một cái mã hàng, đó là nồi cơm điện Cuckoo nhá, đến từ thương hiệu Korea Hàn Quốc cho em này. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em nhá. Cái mã này thì rất là xịn sò, em bán được cả nghìn nồi rồi. Đầu tiên thì các bác mở nồi cơm ra quan sát giúp em bên trong, nó sẽ là có một cái lòng nồi niêu như này cho em nhá. Lòng nồi niêu thì nó sẽ đảm bảo là nồi, lòng nồi rất là sâu. Đấy, 1.8L nhưng mà thể hiện trên đây có thể nấu được đến tận 2.2L luôn. Sử dụng cho nhà đông người 4 đến 5 người nhá. Với cái mã nồi cơm 1.8L này cũng thoải mái luôn. Có khách có khứa dùng cũng rất là ok luôn các bác nhá. Rất là dày dặn cho em này. Các bác nghe tiếng dày dặn này. Đấy, để đảm bảo sao ạ? Cái nhiệt nó chuyển vào nồi cơm ấy, nó sẽ chín đều. Đấy, và cái phần chống dính của nó sẽ chống khê, chống cháy tuyệt đối nhá. Đấy, xịn sò cho em luôn, hàng nhập khẩu xịn sò nha các bác nhá. Đấy, và bên trong lòng nồi thì sẽ có một cái cuộn dây điện và một cái mua sới cơm như thế này luôn. Đấy, để cho các bác sử dụng luôn nhá. Đây là cái phần bên trong của nó này bác này. Đây là cái phần đĩa điện nhá. Đây em chỉ luôn để các bác dễ dàng quan sát. Cái phần đĩa điện này cực kỳ là rộng, để làm sao nó sẽ đảm bảo là nó truyền nhiệt. Đấy, cho cái nồi cơm nhanh sôi, chín đều nhá. Rất là ok luôn các bác ạ. Thì tiếp đến là phần nắp bung này, với cái phần gioăng cao su nhá. Rất là chắc chắn như thế này. Đấy, nó mút cái nồi cơm khi mà sôi cạn nước rồi, nó sẽ giữ nhiệt. Đấy, để cho nồi cơm nó chín bằng hơi, cho cơm nó chín mềm dẻo, giữ được độ ngọt của cơm nhá. Đấy, rất là ok luôn này các bác này. Đây là cái phần sử dụng bằng cơ nhá. Bác ấn ở đây là mở bung này, đậy vào là đậy nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Còn đây là cái mặt đằng trước của nó nha các bác nhá. Sử dụng cơ cho em hoàn toàn luôn. Các bác ấn xuống nó sẽ là nấu, bên đây sẽ là bật đèn. Các bác cắm điện nó nổ đèn bên đây là nấu nhá. Đấy, là các bác ấn xuống cho em mà nấu. Khi chín nó sẽ tự động ngắt và nảy sang nút ủ cơm cho em này. Đấy, ở đây sẽ có phần cắm ổ điện ở bên trong lòng nồi em giới thiệu đấy ạ. Đấy, và các bác chỉ việc cắm và dẫn vào nguồn điện 220V là sử dụng rất là ok rồi nha các bác nhá. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Và với cái em nồi cơm điện Cuckoo đến từ thương hiệu Hàn Quốc này, em đang có chương trình đặc biệt tri ân khách hàng nhé. Sale xả tri ân khách hàng đặc biệt luôn các bác ạ. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. Với cái mã sản phẩm này, đây, giá em đang bán ở trên thị trường 1 lít sẽ là 320k. Đấy, thì em xin được sale xả xuống với một mức giá chỉ còn là 290 thôi bác nhé. 290 thôi, đấy, một con số rất là ấn tượng luôn. Và với 1 lít 2 đang là 380, em sell xuống cho các bác chỉ còn là 350k này. Và tiếp đến 1,8 lít là 430 thì em sell xuống còn là 300, còn là 400 bác nhá, 400. Đấy, và em bao ship luôn cho các bác luôn nhá. Đấy, các bác nhanh tay lên đơn cho em. Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít giá mới sẽ là 290, 1 lít 2 là 350k và 1 lít 8 sẽ là 400k các bác nhá. Đấy, 1 lít thì sẽ phù hợp với lại 2 đến 3 người ăn này, và 1,2 lít thì 4 người ăn nha các bác nhá, 4 đến 5 này, và đây tiếp tục là 5 đến 6 người ăn nhá. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và mã sản phẩm tiếp theo xin được gửi tới các bác, đó là cái mã sản phẩm bộ bát đĩa hoa mặt trời các bác nhá. Bộ bát đĩa hoa mặt trời đến từ thương hiệu Việt Nhật cho em nhé. Đó, tất cả các chất liệu đều được làm bằng nhựa APS này các bác này. Nhựa APS là một cái dòng nhựa rất là an toàn nhé, và bền bỉ các bác nhé. Chống xây xước, chống vỡ nhé. Đó, rất là ok với cái bộ sản phẩm này cho em này. Thì các bác có thể quan sát giúp em ạ. Ở giữa nó là một cái bát ô tô để chúng ta múc đồ nấu nhé. Đấy, múc đồ nấu rất là ok luôn này. Nó đường kính là 20 cm cho em nhé. 20 cm và độ sâu của nó lên tới là 8 cm ạ. Đó, các bác múc đồ nấu vào đây cho em thoải mái luôn. Tiếp đến là chúng ta sẽ gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đĩa nhá. 6 đĩa quây quanh này, các bác nhìn thấy rất là đẹp này. Đấy, nên nó được một cái tên rất là hoa mỹ. Đó là bộ bát đũa hoa mặt trời các bác ạ. Đó, rất là đẹp cho em. Thì đường kính của mỗi đĩa em sẽ đo là 23 cm các bác nhá. Đấy, đường kính rộng nhất của nó là 23 cm. Đấy, các bác xem ấy, rất là sâu lòng như này cho em luôn. Nó rất là sâu lòng,
rất là sáng đẹp, nó vô cùng là ok luôn. Các bác có thể là để khay xào này, khay nem, khay giò, khay đồ chiên, đó rất là ok. Với một cái mâm cúng như thế này thì rất là đẹp nhé, cũng như là ăn mâm cơm gia đình, nó rất là ok cho em luôn với cái mã sản phẩm này. Đó, các bác nhanh tay lên đơn cho em với cái bộ sản phẩm bát đĩa hoa mặt trời đến từ thương hiệu Việt Nhật nhé, hàng Việt Nam chất lượng cao cho em. Đó, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam chất lượng cao với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay các bác ạ, nó siêu ưu đãi luôn, đó là 150k các bác nhé, 150k nó trên một bộ thôi các bác ạ, đấy rất là rẻ và xịn sò cho em nhé, 150k các bác ạ, các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. Và mã sản phẩm tiếp theo em xin được cắt lỗ trong buổi live ngày hôm nay cho các bác nhé. Đấy, đó là cái mã sản phẩm ấm siêu tốc này. Đấy, ấm siêu tốc đến từ thương hiệu Cuckoo xịn sò cho em luôn. Đấy, thiết kế kiểu dáng vô cùng là sang trọng và lịch sự như thế này. Dung tích của nó là 2 lít các bác nhé. Và chạy nguồn điện là 220V này. Đấy, hàng loại 1 này các bác được mua hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán nhé. Thì các bác quan sát cho em này, kiểu dáng cực kỳ là lịch sự và sang trọng như thế này. Đó, các bác hoàn toàn có thể quan sát ở bên trong dung tích lượng nước cũng như nước đang sôi. Và điều quan trọng là nó cực kỳ nồi đồng cối đá nhé, và cực kỳ chắc chắn cho em này. Đấy, khi các bác mua về thì em sẽ gửi kèm một cái đế đun. Đấy, các bác nhìn này, đấy, lõi đồng vô cùng là dày dặn như này cho em. Đây, đế của nó cũng vậy nhé. Đấy, rất là dày dặn cho em như này luôn. Các bác đặt lên và cắm vào nguồn điện 220V như này cho em. Đó, và bật công tắc ở đây nhé. Khi sôi thì nó sẽ tự nảy nhé các bác nhé. Vô cùng là nhạy luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Thì các bác sắm ngay cho em một em này về. Đấy, để trong căn phòng bếp. Rất là sang trọng. Với một cái mức giá em đang cắt lỗ cực sâu nhé. Ngoài thị trường đang bán với mức giá là 240-260.000. Nhưng mà riêng trong buổi live ngày hôm nay em cắt lỗ chỉ còn là 150.000. Đó, 150.000 cho em bấm nhé. Hết buổi live em lại quay về giá ban đầu luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ấm siêu tốc đến từ thương hiệu Cuckoo nhé, với một mức giá đó là 150k. Và mã sản phẩm tiếp theo em xin được cắt lỗ xả sâu cho các bác nhé. Đó là mã sản phẩm hộp đựng thức ăn bằng inox su 304 như này nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, sáng loáng luôn, bền đẹp, các bác mua một lần sử dụng trọn đời cho em luôn nhé. Đấy, với thiết kế bằng inox su 304 thì chống han dỉ tuyệt đối cho em nhé. Đấy, mà lại an toàn khi sử dụng, khi mà chúng ta cất đồ ăn thức uống ở trong tủ thì nó sẽ tránh mùi nhá. Nó không giống như là chúng ta đựng trong hộp nhựa các bác ạ. Đấy, rất là tuyệt vời. Một chiều của nó là 10 xăng và một chiều của nó là 13.5 nha các bác nhá. Độ sâu thì sẽ là 5 xăng, sâu thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Kèm theo nó là một chiếc nắp nhá. Đấy, một chiếc nắp như này này. Hai đầu của nó sẽ có hai cái lưỡi nhá, các bác ấn xuống này. Đấy, nó chỉ cần nghe cái khực phát là nó đã lắp chặt rồi nhá các bác nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn, bền đẹp, các bác mua một lần sử dụng trọn đời cho em. Và em cắt lỗ xả sâu này, đấy, cho các bác chỉ còn với mức giá là 10k trên một sản phẩm nha các bác nhé. Đấy, rất là tuyệt vời, không một shop nào bán cái giá này, bởi vì giá nhập nó cũng đã cao hơn rất là nhiều rồi. Đây là em cắt lỗ thôi nha các bác nhé, các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Và một mã nồi mới nhá, đến từ thương hiệu Sáp này và được sản xuất tại Korea, Hàn Quốc cho em. Nó là dạng mẫu nồi thế hệ mới 3D nhá, rất được ưa chuộng và săn đón ở cái thời điểm hiện tại bây giờ. Đấy, bởi vì cái độ nấu cơm ngon, ngọt, chín đều, chín nhanh nhá các bác nhá. Đấy, sử dụng thì sử dụng bằng nút cơ này, cực kỳ là dễ dàng sử dụng cho em luôn nha các bác nhá. Và bây giờ em sẽ xin mở bên trong cho các bác quan sát ạ. Khi mở các bác cũng ấn nút cơ như này nhá, rất là dễ dàng luôn. Em xin được xoay ra đây ạ. Thì khi bên trong các bác mở ra, nó sẽ có một em nồi nhá, với cái em lòng nồi này này, siêu dày, siêu chắc chắn luôn. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em các bác nhá. Với cái lớp men chống dính là men đá hoa cương với công nghệ Hàn Quốc này. Đấy, chống khê, chống cháy này, cơm chín ngon tròn vị cho em, bởi vì cái độ truyền nhiệt dày dặn của nó nhá, rất là tuyệt vời các bác ạ. Và em sẽ tặng kèm các bác đó là một môi dưới cơm này. Đấy, kèm theo đó là một cái gáo để múc cơm, múc nước, múc gạo nhé. Đấy, kèm theo đó là một dây điện. Đấy, dây điện để cắm vào nguồn điện 220V để sử dụng các bác nhé. Và bên trong lòng nồi thì là đĩa điện của nó cực kỳ là rộng rãi rồi, để truyền nhiệt. Đấy, sôi nhanh, chín nhanh, mềm dẻo hạt cơm nha các bác nhé. Đấy, cái phần nắp vung của nó này các bác ơi, phần nắp vung thì được chế tác bởi những cái gioăng cao su rất là dày dặn để nó mút, để khi mà trong quá trình chín ủ bằng hơi ấy, nó sẽ không bị mất nhiệt các bác nhé. Còn đây là lỗ thông hơi khi sôi cơm này các bác ơi. Đấy, nó sẽ tự mở khi sôi, rất là tuyệt vời này các bạn. Thì với cái mã sản phẩm mẫu nồi cơm Sáp thế hệ mới này, với dung tích của nó là 1,2 lít nhá, em đã viết sẵn ra đây ạ, 1,2 lít
nó sẽ có giá là 450k và nó sẽ phù hợp cho 4 đến 5 người ăn nhé các bác nhé. Còn với mã nồi cơm 1,8 lít sẽ bằng là 480k, phù hợp cho 5 đến 6 người ăn. Hoặc là chuẩn bị vào dịp đi học rồi, các bác sắm cho con cho cháu cái mã nồi này đấy, cho con cho cháu đi học xa nhà thì cũng rất là tuyệt vời luôn nha các bác nhé. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ, em sẽ bao ship kèm tặng quà nhé. Bao ship này đấy, bao ship và tặng quà luôn đấy, tặng quà với cái mã sản phẩm mới nồi cơm Sáp đến từ thế hệ Korea Hàn Quốc này nhá. Và đây là dòng máy làm sữa hạt Osmark nhá, và em muốn giới thiệu các bác này một con máy này siêu thông minh luôn, với 6 chế độ các bác nhá. Một em máy làm sữa hạt thế hệ mới các bác nhá, đến từ thương hiệu Osmark cho em này. Nguyên một con máy này hoàn toàn đa chức năng cho em nhá, có thể thay thế đồng một lúc 5 thiết bị cho em luôn. Vừa có thể làm sữa hạt được này các bác này, vừa có thể là nấu cháo, hoặc là thay một con máy xay nhá, một con máy xay sinh tố cho em này, hoặc có thể là thay một chiếc ấm siêu tốc để đun nước đấy. Và có chế độ nhá, ủ ấm giữ ấm thức ăn khi mà chúng ta chưa sử dụng ở trong đây. Và nó còn một chế độ đặc biệt nữa, nó là chế độ tự làm sạch các bác nhá. Thì khi các bác sắm với cái con máy làm sữa hạt này về thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung cho gia đình những cái ly sữa hạt nguyên chất giàu dinh dưỡng nhá. Đấy, để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình này. Quan trọng là nó nguyên chất và nó an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi vì do chính tay chúng ta làm ra nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Hoặc chúng ta có thể đổi bữa bằng những cái bữa cháo. Đấy, ăn buổi sáng đổi bữa nhá. Đấy, những cái thì rất là tuyệt vời luôn. Thì với cái con máy này em sẽ cắm vào cho các bác test chức năng của nó nhé. Rất là ok luôn. Này, em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng luôn. Các bác quan sát vào màn hình giúp em ạ. Đây, đầu tiên khi các bác bật lên thì nó sẽ hiển thị như thế này. Các bác ấn vào đây để chọn chế độ nhé. Đấy, thì chúng ta cứ mỗi một lần ấn thì nó sẽ thay đổi một chế độ. Ví dụ chúng ta muốn đun nước, đấy thì chúng ta sẽ ấn. Đấy, là nó sẽ tự động đun nước nhé. Các bác xem, sôi cực kỳ nhanh luôn cho em này. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Thì với cái con máy này là thế hệ mới, nó có cái cơ chế nấu sôi ít bọt nha các bác nhé. Sôi ít bọt để chống tràn. Nó là một cái mã sản phẩm duy nhất và hiếm hoi ở trên thị trường có cái chế độ này nha các bác nhé. Và khác hẳn với những cái thiết bị khác thì cái lưỡi của nó này, lưỡi chém của nó bằng thép Su-304 nhá, cực kỳ chắc chắn và dày dặn cho em này. Khi các bác làm sữa hạt bằng sữa đậu nành hay là ngô hay là hạt óc chó vân vân nhé, thì các bác hoàn toàn không phải ngâm mà cho trực tiếp vào đây cho em xay. Và chế độ hẹn giờ, nếu mà nhanh thì 30 phút các bác đã có một cái ly sữa hạt thơm ngon rồi. Hoặc các bác có thể làm chế độ chậm nhanh tùy nhá. Các bác có thể quan sát giúp em ạ, phần nắp là phần nắp chống trào kép nha các bác nhá. Các bác nhìn này, dù ở bên dưới có như thế nào đi chăng nữa thì phần bên trên vẫn khô cong như thế này cho em luôn nhá. Đấy, và cái con máy này nguyên lý hoạt động của nó thì độ ồn lại cực kỳ thấp nữa. Và bây giờ em sẽ cắm vào để test cho các bác nhá. Test cho các bác quan sát luôn. Khi các bác lắp thì các bác lắp khít cái này thẳng vào đây cho em nhá, thì nó mới chạy, còn không là nó máy không chạy đâu ạ. Nó thiết kế thông minh ạ. Đây, em sẽ cắm vào cho các bác này. Đấy, các bác có thể chọn chế độ nhá. Các bác ấn vào đây để chọn chế độ này. Đấy, ví dụ như đây là làm sữa nhá. Đấy, các bác muốn làm sữa thì các bác để ý. Các bác thấy không ạ? Đấy, bắt nhiệt cực nhanh, cực kỳ nhanh sôi nhá. Đấy, để cho cái sản phẩm này nhanh chín, nhanh nhừ, thơm ngon nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Một ly nước sữa hạt, đấy, thơm ngon, bổ dưỡng, khác hẳn ở ngoài quán. Và kèm theo đó là thay 4 con máy ở trong nhà nhá. Một con máy làm sữa hạt, một con hầm cháo, một con xay sinh tố và một con ấm đun nước nóng cho em nhá. Đấy, và có chế độ làm ấm và tự làm sạch nhá. Rất là ok luôn. Các bác yêu thích cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Giá chỉ còn là 480k thôi. Đấy, 480k. Em xin trợ giá cho các bác trên một chiếc nhé. Máy làm sữa hạt em có bảo hành luôn nha các bác nhé. Các bác yên tâm. Tiếp tục sale giả cho các bác mã sản phẩm nồi hầm xương, nồi kho cá nấu cháo đến từ thương hiệu Đạt Tường cho em nhé. Có tem QR này cho các bác check mã sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao cho em luôn này. Khi các bác mở sản phẩm ra, đầu tiên các bác sẽ nhận được là một tờ hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là một phiếu bảo hành, em sẽ ghi phiếu bảo hành 1 năm nhé. Khi các bác mua sản phẩm mà có phiếu bảo hành thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi đúng không ạ? Và tiếp đến là con vung của nó nhé. Con vung của nó thì hoàn toàn bằng kính cường lực rồi. Tay thì rỗng cách nhiệt cho em này, có lỗ thoát khí nhé. Rất là ok luôn khi sử dụng này. Trong suốt có thể quan sát được bên trong luôn các bác nhé. Đấy, còn về phần lõi của nó thì lại thiết kế siêu đặc biệt cho em này. Phần lõi của nó sẽ là bằng gốm sứ nhá, sành sứ luôn. Thế các cụ ngày xưa chuyên hầm xương, kho cá, nấu cơm, nấu cháo đều bằng nồi sành sứ này. Nó sẽ giữ được cái độ ngon ngọt của cái món mình nấu nhá. Đấy, giữ được cái hàm lượng chất dinh dưỡng rất là ok, rất là tốt luôn các bác ạ. Mà lại rất là nhừ nhá. Đấy, rất là nhừ, rất là ok luôn.
Còn tiếp theo là phần nồi. Phần nồi của nó thì các bác nhìn cái phần mâm điện đây. Đấy, nó rất là rộng để làm sao để nó truyền nhiệt đều, để nấu sôi nhanh, chín kỹ, giữ cái thực phẩm của mình ngon, tròn, vị mềm nhá. Đấy, rất là tuyệt vời phải không các bác? Và khi các bác nấu thì nó sẽ có 3 chế độ cho em nhá. Chế độ thứ nhất là nấu chậm này, thì các bác cắm từ tối cho đến sáng là các bác sử dụng này, là 7 đến 8 tiếng. Chế độ thứ hai là chế độ nhanh, là chế độ 3 này, từ 3 đến 4 tiếng. Và chế độ thứ tư sẽ là chế độ tự động nấu, có nghĩa là các bác chỉ việc cho nguyên liệu vào đây và bật chế độ thứ tư, nó sẽ tự động nấu nhừ, khi mà đủ nhừ, đủ chín, đủ cạn nước thì nó sẽ tự ngắt cho các bác nhé. Đấy, rất là thông minh, rất là tiện lợi luôn với em này này. Và cái mã sản phẩm này, đấy, em xin gửi tới các bác với một mức giá sale xả như sau. Trên thị trường đang bán là 290k 290, em sale xuống còn 280 cho các bác này. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhé, kèm phiếu bảo hành luôn em ghi ạ. Và tiếp theo thì em xin được gửi tới các bác một cái sản phẩm ly giữ nhiệt nhé, đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng Americao. Thì với cái mã sản phẩm này, cái phần kết cấu của nó chính sẽ được là kết hợp bởi Ninox Su 304 nhé. Và một phần nắp đậy bằng cường lực như thế này ạ. Thì kèm theo đó là một vòi hút nha các bác nhé. Thì các bác có thể quan sát ở bên trong cho em ạ. Ninox Su 304 nhá, cực kỳ là chắc chắn, dày dặn, sáng bóng như này luôn. Chống han, chống rỉ, an toàn, sử dụng tuyệt đối này. Đấy, và đây là một phần nắp. Nó sẽ có phần khi mà chúng ta muốn uống ạ, không hút, thì chúng ta sẽ bật cái phần này lên. Đấy, và chúng ta vít cái lỗ hút lại thì chúng ta sẽ uống ở cái phần này nhá. Chúng ta sẽ uống ở cái phần bên trên này. Đấy, còn khi nào mà chúng ta muốn hút thì ở đây nó sẽ có một đầu mút cao su nhá. Đấy, hoàn toàn là chống rỉ nước của chúng ta này. Chúng ta ấn chặt khóa để cho nó quất vào cái miệng thành này. Và chúng ta lại mở cái phần cắm vòi hút ra và chúng ta cắm xuống và chúng ta hút nhé. Khi mà chúng ta cầm một cái cốc như thế này, đấy, để chúng ta uống những cái ly cà phê mát lạnh kèm đá nhé. Hoặc là những cái ly sinh tố này, hay là những cái ly trà chanh, trà sữa đựng vào trong đây nhé, thì giữ nhiệt tuyệt đối an toàn từ 6 đến 8 tiếng cho em này. Rất là ok luôn, xịn sò nhé. Và với một cái mã sản phẩm này, em đang tri ân khách hàng trong buổi live ngày hôm nay, chỉ duy nhất trong buổi live ngày hôm nay nhá, ngày 20 tháng 6 ạ. Em xin gửi từ các bác với một mức giá tri ân chỉ còn là 55k. Đấy, 55k trên một em ly này nhá. Trời ơi, em bán không lờ lãi gì luôn, bán lấy tình cảm luôn các bác ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và tiếp theo đây em xin gửi từ các bác một cái mã sản phẩm, đó là bình muối dưa cà, đến từ thương hiệu Việt Nhật nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao cho em này. Chất lượng sản phẩm được làm hoàn toàn bằng nhựa PV, an toàn với người sử dụng nhé, 100%, các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Và với cái mã sản phẩm này thì đây là cái con cối 3 lít nha các bác nhé, cối 3 lít này, đấy, họa tiết rất là tinh tế luôn, rất là đẹp. Thì các bác mua về tự tay để chế biến cho gia đình mình những cái món ngon đổi vị, ví dụ như là dưa muối, cà muối, đấy, nhất là vào cái dịp mùa hè này mà ăn canh cua, cà muối thì rất là tuyệt vời và không các bác, mà lại làm tại nhà, chính tay mình làm, an toàn thực phẩm tuyệt đối luôn các bác nhé. Thì đầu tiên các bác sơ chế cà, làm và cho nước vào đây. Đấy, cho nước muối vào đây thì và chúng ta đặt cái lõi nén này xuống này các bác này. Đấy, đặt cái lõi nén này xuống thì cà đến đâu nhá, ví dụ như đây, chúng ta xoáy cao lên để cho đồ vào này. Đấy, xoáy cao cho đồ vào. Sau đó là chúng ta sẽ có cái độ nén này nhá. Xoáy đây là chúng ta nén xuống. Nén để làm gì ạ? Để thay những cái bát, cái đĩa mà phải nén dưa cà ngày xưa các cụ, thì chúng ta là thay bằng cái lõi nén này. Cà sẽ ngấm xuống dưới nước, sẽ chìm xuống dưới nước, nó sẽ không bị thâm đen, và nó sẽ ngấm đều gia vị và nó sẽ ngon tròn vị cái món ăn cho gia đình mình nhá. Đây là cái bình 3 lít này, trên thị trường đang bán với mức giá là 150k. Nhưng riêng đến với shop Như Thiết ngày hôm nay, em xin sale xả cho các bác chỉ còn là 130k thôi nhá. 130k này, 130k. Đấy, trên một em này nhá. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với mã 3 lít. Riêng với cái bình muối dưa cà to 5 lít này, đây, 5 lít nha các bác nhá. Thì trên thị trường đang bán với mức giá là 180k này. Nhưng riêng hôm nay em sale xả xuống chỉ còn là 160k, 160k trên em bình muối dưa cà 5 lít nhá. Đấy, rất nhiều các bác là đang săn đón, đang hỏi cái mã bình muối dưa cà to này. Thì các bác nhanh tay chốt đơn nhá. Tiếp theo em gửi từ các bác một mã sản phẩm, đó là mã keo xi măng dẻo nha các bác nhá. Một cái mã sản phẩm quá là tiện ích luôn và siêu rẻ luôn các bác nhá. Siêu rẻ, siêu tiện ích đây này, rất là mềm. Các bác mua về này, đấy, có thể là mềm nắn và vít bất kỳ vào cái vị trí nào nhá. Rất là ok luôn, và xi măng sẽ khô sau trong vòng 15 phút sau nha các bác nhá. Đấy, mềm dẻo như đất nặng luôn, nhưng mà là keo xi măng.
em sẽ cho các bác xem một cái đoạn video như thế này để các bác dễ hiểu. Hãy phòng ngừa ngay trên chính ngôi nhà của bạn, đừng để mối hậu họa xảy ra như trên tin tức. Nếu mà nước đấy, nếu các ống nước bị dò hở này hoặc các lỗ điều hòa này chưa được khít này, đấy các ống nước này, hỗn hợp polypropylene và xi măng trắng giúp gia cố những ngóc ngách từ lỗ điều hòa, lỗ chuột, đường ống nước bị rò rỉ hay thậm chí là cả ổ điện bị vỡ nứt. Cách sử dụng đơn giản, sau khi bóc vỏ phải ổ điện vỡ nứt cũng ok các bác nhé. Đợi vài tiếng keo sẽ khô và cứng lại. Chất liệu thân thiện với môi trường, không độc hại, an toàn khi sử dụng, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí mua nguyên vật liệu và công thợ sửa chữa. Đặc biệt, keo xi măng có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống thấm nước ưu việt. Mua một lần các bác thấy tuyệt vời không ạ? Cũng không hư hại hay biến dạng. Keo xi măng dẻo đa năng, dành đấy, cho rất là tuyệt vời luôn. Tặng ngay 300 suất ưu đãi đầu tiên, mua 4 tặng 1 và miễn phí giao hàng. Với mã sản phẩm này thì em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi nhá. Đấy, cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có 5k trên một bịch này thôi ạ. Đấy, chỉ có 5k trên một bịch này thôi nhá. Các bác mua lấy chục bịch, hai chục bịch về. Đấy, các bác vít vào bất kỳ này, ổ điện này, rò rỉ vòi nước này, hay là ống điều hòa này, hay là bất kỳ cái vị trí gì mà tường bị lở lét chốc chét nhá. Các bác vít hết vào cho em, keo xi măng là rất là thông minh luôn. Bác nhanh tay cho đơn cho em. Chỉ có là 5k. Đấy, em bán giá siêu đãi cho một like ngày hôm nay nhá. 5k trên một túi, đấy, thương hiệu đến từ Nhật Bản, an toàn cho các bác tha hồ sử dụng nhá. Theo em xin gửi tới bác một cái mã sản phẩm hoàn toàn mới bên em nhá. Đó là mã sản phẩm băng dính trong hai mặt. Nói chung là cái độ chắc chắn và độ tiện ích của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Các bác có thể xem video nhá. Và em cũng đã test thử rồi, rất là ok luôn. Đó, các bác quan sát giúp em ạ. Không có khoan tường các bác nhá. Không phải khoan tường, chúng ta không có khoan cửa. Treo bất kỳ vật dụng gì vô cùng là chắc chắn luôn. Đó, rất là ok luôn các bác nhá. Đấy, khi mà bóc ra thì nó không hề để lại vết dính ở trên bờ tường hay nền đấy. Em đã test thử này các bác này, vô cùng là khỏe, vô cùng là chắc chắn. Mà trong bình của em còn nước luôn nha các bác nhá. Đấy, trong bình của em phải còn nửa bình nước. Em thấy rất là tuyệt vời, rất là chắc chắn luôn. Và với cái mã sản phẩm này, em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Là 30k trên một cuộn này. Trên một cuộn đấy, rất là tiện luôn. Còn các bác mua từ 2 cuộn rồi lên, em xin gửi tới các bác là 50k 2 cuộn. Đấy, hai cuộn quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta không phải khoan tường, khoan cửa mà dán treo tất cả các vật dụng mà chúng ta mong muốn nhá, kể cả nền nhà tắm luôn. Rất là ok nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ.